Ngày 4 tháng 4, nhóm những người nhập cư đầu tiên bị trả lại Thổ Nhĩ Kỳ đã rời Hy Lạp để trở về cảng Dikili theo đúng thỏa thuận của EU và Thổ Nhĩ Kỳ thông qua trước đó, trong nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư vào châu Âu. Tháng 3 vừa qua, EU và Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua thỏa thuận kiềm chế dòng người di cư tiến vào châu Âu qua đường biển Aegean. Theo thỏa thuận này, các trường hợp người tị nạn tới Hy Lạp từ ngày 20 tháng 3 sẽ bị trục xuất trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại, các nước EU cũng sẽ phải tiếp nhận lại số trường hợp tương ứng người Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ theo công thức 1-1. Tức là nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận hồi hương một người, thì EU sẽ phải tiếp nhận một người tị nạn Syria. Ngày 4 tháng 4, thỏa thuận bắt đầu được thực thi khi Hy Lạp chính thức trả những nhóm người di cư đầu tiên về Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, thỏa thuận này ngay từ khi được công bố đã đối mặt với nhiều hoài nghi, thậm chí là sự phản đối của bản thân những người di cư và các tổ chức nhân quyền thế giới. Tôi không nghĩ việc buộc những người di cư hồi hương là một ý tưởng hay. Họ đã đánh đổi gia đình, tiền bạc để tìm đến châu Âu, và mục đích cuối cùng của họ là đến châu Âu, chứ không phải là Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức nhân quyền còn cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một đất nước thật sự an toàn đối với người di cư.